Trung tâm dữ liệu quy mô 12.000 m2 tại thành phố vừa được đưa vào hoạt động, là nơi hiếm hoi hiện nay đạt tiêu chuẩn cao quốc tế về xây dựng và phòng chống rủi ro. Theo các doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn cao là điều kiện bắt buộc để thu hút nhóm tập đoàn lớn nước ngoài đầu tư và góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành Digital Hub, hay còn gọi là trung tâm dịch vụ số mới của khu vực. Rau không rõ nguồn gốc nhưng lại được dán mác Việt Gáp và đưa vào tiêu thụ trong những chuỗi siêu thị lớn. Đây là thực tế đang được phản ánh trong thời gian qua. Vâng, và để khắc phục và giải quyết tình trạng này thì ngay tối ngày hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp nhằm đưa ra những giải pháp. Theo đó, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản kiến nghị thí điểm kiểm soát tại 3 điểm: nhà phân phối, chợ đầu mối, chợ dân sinh để đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay khi đến tay người mua. Ngoài ra, cần thường xuyên cập nhật cải tiến các chỉ số đo lường chất lượng, đưa ra các quy định để người dân dễ hiểu về nhóm tiêu chuẩn nông sản an toàn, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn cho sản phẩm tiêu dùng. Hợp tác của những người sản xuất lại, liên kết của những người sản xuất với doanh nghiệp, với sự dẫn dắt của doanh nghiệp, minh bạch, đúng không? Tôi cần hàng đó bao nhiêu, yêu cầu chủng loại như thế nào, nhà nước đứng ở phía sau để mà kiểm tra cái quá trình hợp tác đó, có cái chuẩn của doanh nghiệp của họ đưa ra nó đáp ứng đúng cái chuẩn mực của nông sản. Để mà răn đe mạnh hơn nữa thì chúng tôi cũng rất mong muốn là chính phủ sẽ ra một cái chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với những cái đơn vị làm ăn không chân chính, để ảnh hưởng đến các đơn vị làm ăn chân chính thì đó là một cái hậu quả rất là lớn đối với các nhà sản xuất chân chính cũng như các nhà bán lẻ chân chính.